bạn đã thử ăn khóm theo cách này chưa? Nguyên liệu chỉ có đơn giản 3 món mà ăn là nhất cái đách liền đó nha. Đầu tiên là chuẩn bị cho mình một trái khóm đã được gọt sẵn, xong rồi thì mình cắt nhỏ ra, cắt đôi, cắt dọc, cắt xéo, cắt ngang gì đó tùy các bạn. Nếu khóm các bạn nếm thử thấy nó chua thì mình cắt nhỏ ra nữa ha. Còn nếu mà không chua thì mình cắt như tôi là được. Nếu mà khóm ngọt ăn một miếng cũng ngon, còn khóm chua ăn không mà không chấm muối á là chỉ có nước đi nấu canh chua. Còn một cái nữa mọi người biết là gì không? Nói chứ hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một sản phẩm đến từ một miền đất nhỏ trên tỉnh Tiền Giang của mình. Thiệt sự là bất ngờ vì muối này được sản xuất ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Wow, tự hào ghê luôn ha. Khi mà nhận hàng thì bên trong hai hũ muối được đóng gói rất là kỹ và được tặng kẹo nữa nè. Có hai loại là một loại hạt muối nhỏ và một loại hạt muối to. Tôi sử dụng một trái khóm nhỏ cho nên sẽ cho tầm một muỗng đường, một muỗng muối nhuyễn. Nếu bạn nào hết cảm giác giòn giòn, xốp xốp, nhai rộp 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 á thì mình cho thêm muối hạt to vô. Cái muối này thì mình có thể ăn với các loại trái cây như cốc, ổi, xoài, mận. Còn không mình có thể làm nước chấm hải sản để chấm với tôm, cua, mực hay bạch tuộc. Ây da, có lẽ các bạn đã quên cái món gà rồi ha. Đặn thêm xíu chanh nữa, cho thêm trái ớt dầm 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 vô. Trời ơi, nhức cái nắp. Nhiều khi nhà đói quá có cơm trắng hay cháo trắng ăn với muối cũng ngon. Hũ muối nhuyễn khi mở nắp ra dậy mùi tôm khô rất là thơm. Nghe mùi cái liên tưởng tới ăn bánh tráng liền mấy bà. Mà đặc biệt cái này là muối cũng nhuyễn mà tôm khô cũng xay nhuyễn luôn nha. Nhai giòn giòn dễ ăn. Muối thiên về vị ngọt, mặn nhẹ, không thấy cay. Còn muối hạt to sẽ khác liền nha. Mở nắp ra là nghe mùi muối mặn khá là đậm. Cục muối to có ớt nha, cắn giòn rụm luôn. Tóm lại là hạt muối to sẽ đậm đà hơn hạt muối nhuyễn. Còn cái tô khóm của tôi này thì nó chua tận sâu bên trong, áo lớp đường ngọt ngọt bên ngoài, thêm chút muối mặn mặn nữa. Bà nào mà ăn cay á, lấy cái muối này dặm thêm miếng ớt nữa. Trời ơi, quết lên một cái nhức cái nắp. Còn các bạn không ăn cay được thì cứ yên tâm sử dụng muối không có cay đâu. Các bạn có thể tham khảo sản phẩm bên trái ở phía trên cái tên mình trong mục top top shop, hoặc sàn ếch mình đều có gắn link hết, mọi người cứ yên tâm nha, mục số 28. Cảm ơn mọi người đã coi đến cuối clip. Còn bây giờ thì bye bye.